và Gohan cùng luyện tập trong phòng thời gian Hyperbolic để chiến đấu với Super Hulk, thì họ đã phát hiện ra trạng thái mới của Super Saiyan, đó chính là dạng cơ bắp Super Saiyan Second Grade. Dạng này tăng lượng cơ bắp cũng vãi cả trưởng, như mấy thằng cha vai Ultimate bắp như đồ vật Mỹ luôn. Thậm chí còn có thể lên được dạng cao hơn nữa là cục như là heo luôn. Tuy nhiên ngay sau khi Goku đạt được ngưỡng này, anh ta đã nhận được sai lầm của nó ngay lập tức. Đúng là dạng này mang lại rất nhiều sức mạnh, nhưng bù lại nó đã bị nép đi rất nhiều tốc độ. Đánh nhau mà giống như con rùa di động, thì đối thủ tát cho vỡ mõm. Những người đầu tiên phát hiện ra trạng thái Super Saiyan Second Grade dạng đầu tiên là Vegeta và Trunks. Dù họ rất thông minh nhưng đã không nhận ra được điều này, dẫn đến việc Cell nó đấm bẹp dí cả hai thằng khi hắn đạt đến dạng hoàn hảo. Trunks khi bút dạng nâng cấp cao hơn mới được Cell chỉ điểm cho và hối hận không thôi. Anh ta nghĩ rằng cha của anh đã biết điều đó nên không nghĩ to hơn nữa. Nhưng không hề bạn ơi, Vegeta mà biết thì dễ gì anh bỏ qua cho. Anh sẽ lợi dụng nó để đạt được kết quả tối ưu hơn. Tuy nhiên giờ đây Vegeta nằm một cục rồi. Goku là người đầu tiên nhận ra điều đó, sớm hơn TC siêu trí tuệ một vài giây gì đó. Goku thông minh hơn những gì mà mọi người dành cho anh ấy. Và tiếp theo đó, Goku sáng tạo ra cách thu năng lượng Saiyan vào người để nó không hao phí trở thành dạng Super Saiyan hoàn hảo.